Dù Tron đã ra mắt được khá là lâu, tuy nhiên thì độ phổ biến cũng như là độ hot của mẫu RTX 3060 Ti vẫn chưa hề suy giảm, bởi vì nó là một trong những con card đồ họa có mức P trên P tốt nhất vào thời điểm mà nó ra mắt cho đến thời điểm hiện tại. Đó là lý do vì sao mà Nvidia vào thời điểm cuối năm 2022 đã trình làng mẫu RTX 3060 Ti chuẩn GDDR6X mới, thay vì là sẽ nâng lên một phiên bản nữa. Hôm nay hãy cùng anh Smart World đi tìm hiểu và đánh giá về con GeForce RTX 3060 Ti Eagle OC của Gigabyte. Nào, bắt đầu thôi. Đầu tiên thì hãy cùng mình đi tìm hiểu về thiết kế của con RTX 3060 Ti mới này. RTX 3060 Ti GDDR6X mới là mốc card mà Nvidia mới trình làng vào năm ngoái, cùng thời điểm với sự ra mắt của RTX 3060 8GB. Thế nên, với việc ra mắt muộn hơn một chút nếu như so với Asus hay là MSI, Gigabyte đã bê thiết kế của dòng 4000 series lên mẫu 3060 Ti này. Thay vì cắt xẻ quá nhiều như dòng Eagle tiền nhiệm, giờ đây chúng ta sẽ có một thiết kế vuông vức hơn, gọn gàng hơn. Điểm nhấn trên thiết kế có lẽ là phần nhựa làm trong lộ ra mã card ở phía bên dưới, khá là hài hòm. Nó vẫn giữ lại thiết kế 3 quạt và theo như mình thấy thì kiểu quạt này vẫn được giữ nguyên trên bản GDDR6 đã ra mắt cách đây 3 năm. Phía cạnh home sẽ là vị trí của hai chân nguồn 8 pin và cổng I/O không có sự thay đổi gì. Giờ thì hãy cùng mình đi tìm hiểu về thông số cũng như mức nhiệt độ của nó trước khi đi đến phần test game. Do nhận được sự nâng cấp nhờ chuẩn GDDR6X mới, thế nên chúng ta có một con card có VRAM nhanh hơn. Điều này thể hiện ở sự nhảy vọt về bandwidth và memory clock. Tuy nhiên, một VRAM nhanh hơn sẽ phải đánh đổi bởi một mức nhiệt độ tỏa ra lớn hơn. Với Fermax mức TDP trên 220W, chúng ta có mức nhiệt độ là 83 độ C. Đây có thể coi là mức nhiệt độ cao hơn trung bình nếu như xét trên điều kiện test tại Hà Nội những ngày lạnh xuân vò như thế này. Mặc dù là phiên bản OC, nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể ép xung được nó thông qua GCC, nhưng với mức nhiệt độ ở mức bay đã như vậy rồi thì mình sẽ không khuyến khích các bạn ép xung trên mẫu card đồ họa này. Giờ thì hãy cùng mình đi đến phần test game. Anh em có thể so sánh kết quả của con 3060 Ti này so với bản Asus 3060 Ti cũng sử dụng chuẩn GDDR6X mà mình đã test ở video trước nhá. Anh có thể lướt lại để xem. Tổng kết lại thì với tầm giá như này, chúng ta sẽ sở hữu được một con card đồ họa có mức hiệu năng nằm giữa con 4060 và con 4060 Ti. Sự lựa chọn sẽ phụ thuộc vào anh em. Còn mình thì mình sẽ recommend anh em mua con này, nhưng mà không phải thời điểm hiện tại. Thế thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo của Smart World. Nhớ kênh nhé.